Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Honda City phiên bản L các bạn nhé, màu trắng ngọc trinh các bạn nhé, rất mới, rất là đẹp luôn. Chiếc xe được sản xuất năm 2022, đăng ký tên tư nhân, đăng ký từ cuối năm 2022 các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản L và là form mới rồi các bạn ạ. Chiếc xe rất là mới, rất là đẹp luôn. Từ năm 2022 thì quý vị và các bạn đã biết rồi đấy ạ. Chiếc xe rất là đẹp. Tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Nguyên bản từ dàn lốp còn nguyên bản hết đây các bạn này. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Honda City phiên bản L sản xuất năm 2022, form mới này, thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Tất cả còn nguyên bản, đấy, cụm đèn các bạn nhé. Form mới này xe được trang bị đèn bi rồi, đèn pha bi xenon, đèn LED ban ngày đầy đủ rồi. Nhìn ở cái phần đầu các bạn thấy đấy ạ. Rất là đẹp luôn, ở cái form mới này đã có đèn LED ban ngày nhá, đèn pha bi xenon này, cái mặt cũng rất là hầm hố, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương quý bạn nhé. Khóa thông minh, rất là mới, rất là đẹp luôn thưa quý vị và các bạn. Với chiếc xe Honda City phiên bản L sản xuất năm 2022 này, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe Honda City này thì chúng tôi đang bán với giá là 498 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City phiên bản L sản xuất năm 2022 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mời quý vị và các bạn cùng tôi tiếp tục theo dõi về chiếc xe Honda City phiên bản L sản xuất năm 2022. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản hết này. Và rất là mới, chiếc xe mới lăn bánh có 1 năm thôi, cho nên là đều rất là đẹp các bạn nhé. Đây là cái năm sản xuất của chiếc xe đấy ạ, năm sản xuất năm 2022 luôn các bạn nhé. Toàn bộ đầy đủ luôn cả hai chìa khóa này, vô lăng rất đẹp và vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng rồi. Đấy, một chiếc xe siêu lướt sản xuất năm 2022, toàn bộ nội thất đều rất đẹp luôn. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ mở cái capo để lát nữa cho quý vị và các bạn xem về động cơ này. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem toàn bộ về táp bi cánh cửa này, cho đến nội thất bên trong. Nội thất thì xe cũng đã được trang bị ghế da màu kem rất là đẹp luôn các bạn nhé. Ngoại thất màu trắng, còn nội thất màu kem pha lẫn màu đen và rất là đẹp luôn đấy ạ. Honda cũng đã trang bị cho chiếc City này cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe này ạ. Rất tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Chỉ 4,73 lít cho 100km quãng đường trong nội thành. Đấy, à trong đường trường các bạn ạ, 4,7 lít đường trường, còn trong phố là 7,2. Trung bình là 5,68 lít cho 100km quãng đường hỗn hợp các bạn nhé. Và đây là cái cốp sau, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản này. Toàn bộ keo chỉ cốp sau này, ốc cốp sau này còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Một chiếc xe mới lăn bánh có 1 năm thôi, sản xuất năm 2022,
tính ra là bây giờ là vừa hết năm 2023, sử dụng được một năm mấy tháng rồi đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn nhá, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Tất cả là còn rất là mới, toàn bộ những cái phần nỉ ở trong cái cốp sau này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhá. Đấy, lốp xưa cua còn mới tinh chưa hạ. Lốp xưa cua ở chiếc xe Honda CTL này thì lốp nó nhỏ hơn, lốp xưa cua nhỏ hơn cho nên là chưa dùng đến, chủ xe cũng chưa dùng đến đâu, còn nguyên này. Và đằng sau này thì khoang cốp sau này còn nguyên hết này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe có thể nói là siêu lướt và rất là mới các bạn nhé. Đấy, tôi quay rất rõ, rất chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem đấy, toàn bộ từ táp bi cánh cửa này, đấy, keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn. Nội thất phía trong đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Tất cả toàn bộ từ trần cho đến những cái phần ghế da phía sau đều rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, rất là mới luôn. Dàn lốp đây quý vị và bạn xem này, lốp vẫn còn nguyên, date lốp là 2021 các bạn nhé. Chiếc xe này sản xuất năm 2022 thì date lốp là đều sản xuất năm 2021 các bạn này. Đấy, date lốp là 2021 còn nguyên, 4 quả lốp còn nguyên và lốp xưa cua cũng còn mới tinh chưa hạ các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem toàn bộ những cái phần keo chỉ này, táp bi cánh cửa này, đấy, cho đến táp lô, vô lăng, cần số, tay phanh, đấy, đều rất là mới, rất là đẹp. Và xe cũng đã được chủ xe lắp màn hình Android rồi. Đấy, rất là đẹp luôn, hai chìa khóa còn mới tinh quý bạn xem kìa. Đấy, một chiếc xe này khá là mới các bạn nhé, vì sản xuất năm 2022, tính ra mới lăn bánh được hơn một năm thôi các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi, rất là mới rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Và đây là cái ốc cabo của chiếc xe các bạn nhé, ốc cabo này. Keo chỉ cabo còn nguyên bản này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản, không những còn nguyên bản và còn rất mới nhé. Mới từ tem này, ốc cabo, keo chỉ cabo. Đấy, còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, và cái phần động cơ nữa, Honda cũng đã trang bị cho chiếc CT 2022 này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít các bạn nhé. Đấy, kết hợp với hộp số tự động và động cơ này thì rất là mới. Đấy, quý bạn xem đây, mới lăn bánh có hơn 1 năm thôi cho nên là còn rất mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Không khác gì một chiếc xe mới ở trong hãng vừa mới lấy ra quý vị và các bạn ạ. Vậy còn chần chừ gì nữa quý bạn? Quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CT này thì hãy gọi ngay cho số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.